Chương 1. Đại cương về thực phẩm chức năng. Sau khi học xong bài, các bạn cần đạt được những mục tiêu dưới đây. 1. Trình bày được định nghĩa, thành phần, phân loại thực phẩm chức năng. 2. Phân biệt được thực phẩm chức năng với thuốc và thực phẩm truyền thống. 3. Trình bày được sự lịch sử phát triển của thực phẩm chức năng. Ngày 2 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 15 năm 2018. NDCP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Theo nghị định mới, tất cả các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đều phải tiến hành công bố chất lượng sản phẩm trước khi nhập khẩu để lưu hành tại Việt Nam hoặc sản xuất và lưu hành trong nước. Khái niệm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm có công dụng, liều dùng, các loại sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên và có công dụng đối với sức khỏe con người, giúp chữa lành các tổn thương hoặc cung cấp năng lượng cho cơ thể con người. Ngoài ra còn phân biệt ở nền gốc sản phẩm. Định nghĩa. Thực phẩm chức năng là sản phẩm hỗ trợ các chức năng của các bộ phận trong cơ thể, có hoặc không có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ và tác hại bệnh tật. Tiêu chuẩn và thành phần thực phẩm chức năng. Phần 1. Tiêu chuẩn thực phẩm chức năng, có 10 tiêu chuẩn của thực phẩm chức năng. 1. Là giao thoa giữa thực phẩm và thuốc, giống thực phẩm về bản chất nhưng khác về hình thức, giống thuốc về hình thức nhưng khác về bản chất. 2. Sản xuất, chế biến theo công thức, bổ sung các vi chất dinh dưỡng, thành phần mới hoặc làm giàu, tăng hơn các thành phần thông thường để tạo ra các lợi ích sức khỏe. 3. Có thể loại bỏ các chất bất lợi và bổ sung các chất có lợi, có tác dụng tăng cường sức khỏe, dự phòng và giảm thiểu nguy cơ và tác hại của bệnh tật với những bằng chứng lâm sàng và khoa học chứng minh. 4. Có tác dụng tới một hay nhiều chức năng của cơ thể. Lợi ích với sức khỏe nhiều hơn với lợi ích dinh dưỡng cơ bản. 5. Được sử dụng qua đường tiêu hóa dưới dạng viên nang, viên nén, viên nhộng dung dịch, bột, trà, cao. 6. Có nguồn gốc tự nhiên. 7. Tác dụng lan tỏa, hiệu quả lan tỏa, ít tai biến, ít tác dụng phụ. 8. Được đánh giá đầy đủ về tính chất lượng, tính an toàn và tính hiệu quả. 9. Ghi nhãn sản phẩm theo quy định của thực phẩm chức năng. 10. Là một phần của sự liên tục cung cấp các sản phẩm cho sự tiêu thụ của con người, bổ sung vào bữa ăn truyền thống, không thay thế được bữa ăn truyền thống, và không phải bữa ăn duy nhất trong chế độ ăn nhằm duy trì sự sống, tăng cường sức khỏe, và giảm gánh nặng bệnh tật. Thành phần của thực phẩm chức năng gồm đại chất dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng, phi chất dinh dưỡng. Đại chất dinh dưỡng gồm 1. Protein, axit amin. 2. Glucid, polysaccharide. 3. Lipid là axit béo không no. Vi chất dinh dưỡng 1. Vitamin. 2. Chất khoáng. Phi chất dinh dưỡng 1. Chất xơ. 2. Probiotics. 3. Probiotics. 4. Phytochemical. Phân loại thực phẩm chức năng theo phương thức chế biến: bổ sung vitamin, bổ sung khoáng chất, bổ sung hoạt chất sinh học, bào chế từ thảo dược. Phân loại thực phẩm chức năng theo chức năng tác dụng: thực phẩm chức năng hỗ trợ chống lão hóa, thực phẩm chức năng hỗ trợ tiêu hóa, thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm huyết áp, thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm đái tháo đường, thực phẩm chức năng tăng cường sinh lực, thực phẩm chức năng bổ sung chất xơ, thực phẩm chức năng phòng ngừa rối loạn tuần hoàn não, thực phẩm chức năng hỗ trợ thần kinh, thực phẩm chức năng bổ dưỡng, thực phẩm chức năng tăng cường miễn dịch, thực phẩm chức năng giảm béo, thực phẩm chức năng bổ sung canxi, chống loãng xương, thực phẩm chức năng phòng, chống thoái hóa khớp, thực phẩm chức năng làm đẹp, thực phẩm chức năng bổ mắt, thực phẩm chức năng giảm cholesterol, thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư, thực phẩm chức năng phòng chống bệnh gút. Phân loại theo phương thức quản lý. Thực phẩm chức năng phải đăng ký, chứng nhận của cơ quan an toàn thực phẩm. Ở các nước, nếu thực phẩm chức năng thuộc loại phải đăng ký, chứng nhận thì đều do cơ quan quản lý thực phẩm ở trung ương chịu trách nhiệm. Thực phẩm chức năng không phải đăng ký chứng nhận mà chỉ công bố của nhà sản xuất về sản xuất theo tiêu chuẩn do cơ quan quản lý thực phẩm ban hành. Thuộc loại này phần lớn là thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất. Thực phẩm chức năng được sử dụng cho mục đích đặc biệt cần có chỉ định, giám sát của cán bộ y tế. Thuộc loại này là các loại thực phẩm cho ăn qua sông, cho các đối tượng đặc biệt nằm bệnh viện, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, nhai nuốt khó. Có cần phân biệt thực phẩm chức năng và thực phẩm truyền thống? Có cần phân biệt thực phẩm chức năng và thuốc? Thực phẩm chức năng có sử dụng hàng ngày? Chúng ta cùng nghiên cứu phần 3, phân biệt thực phẩm chức năng. Về tiêu chí chức năng thực phẩm truyền thống, cung cấp chất dinh dưỡng và thỏa mãn về nhu cầu cảm quan. Còn thực phẩm chức năng giống chức năng cơ bản,
Và chức năng thứ ba, lợi ích sức khỏe, giảm nguy cơ và tác hại bệnh tật. Về chế biến, thực phẩm truyền thống chế biến theo công thức thô dựa vào kinh nghiệm và kiến thức của đầu bếp. Thực phẩm chức năng được chế biến theo công thức tinh, tức là bổ sung thành phần có lợi, loại bỏ thành phần bất lợi, dựa vào bằng chứng khoa học. Về tác dụng tạo năng lượng, thực phẩm truyền thống tạo ra năng lượng cao, thực phẩm chức năng ít tạo ra năng lượng. Về liều dùng, thực phẩm truyền thống dùng với số lượng lớn, thực phẩm chức năng dùng với số lượng nhỏ. Đối tượng sử dụng, thực phẩm truyền thống có thể dùng cho mọi đối tượng. Thực phẩm chức năng mọi đối tượng có định hướng cho các đối tượng đặc biệt, người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người ốm. Về nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm truyền thống nguyên liệu thô từ động vật, thực vật rau, củ, quả, thịt cá, trứng, có nguồn gốc tự nhiên. Thực phẩm chức năng hoạt chất, dịch chiết từ thực vật, động vật, nguồn gốc tự nhiên. Về thời gian và phương thức dùng, thực phẩm truyền thống thường xuyên, suốt đời và khó sử dụng cho người ốm, người bệnh lý đặc biệt. Thường xuyên, suốt đời. Có sản phẩm cho các đối tượng đặc biệt. Về mục đích sử dụng, thực phẩm truyền thống cung cấp năng lượng, tăng trưởng và phát triển, duy trì sự sống của con người. Thực phẩm chức năng bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày, không đại diện cho thực phẩm truyền thống và không phải là duy nhất trong chế độ ăn hàng ngày. Phân biệt giữa thực phẩm chức năng và thuốc. Định nghĩa, thực phẩm chức năng là sản phẩm dùng để hỗ trợ các chức năng của các bộ phận trong cơ thể, có tác dụng dinh dưỡng hoặc không, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng cường đề kháng và giảm bớt nguy cơ và tác hại bệnh tật. Thuốc là chất hoặc hỗn hợp chất dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh hoặc chữa bệnh, chẩn đoán bệnh hoặc điều chỉnh chức năng sinh lý của cơ thể, bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vesikin, sinh phẩm y. Trừ thực phẩm chức năng. Công bố tên nhãn và công nghệ sản xuất. Là thực phẩm chức năng sản xuất theo luật thực phẩm, thời gian nghiên cứu ra sản phẩm nhanh hơn. Thuốc, công nghệ, chiết, nghiền tiêu chuẩn ít nghiêm ngặt hơn. Công bố tên nhãn và công nghệ sản xuất là thuốc sản xuất theo luật dược. Công nghệ, chiết, tách, tổng hợp, tiêu chuẩn nghiêm ngặt thời gian nghiên cứu sản phẩm qua nhiều năm. Thành phần hàm lượng và hiệu quả. Hỗn hợp nhiều chất hoặc chất tự nhiên có trong chuỗi cung cấp thực phẩm. Sắp xỉ nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của cơ thể. Hiệu ứng sinh lý đến chậm nhưng bền vững. Thuốc thường là hóa chất tổng hợp tạo thành các phân tử. Hàm lượng cao, hiệu ứng mạnh mẽ, nhanh chóng trong cơ thể. Ghi nhãn là thực phẩm chức năng hỗ trợ các chức năng của các bộ phận. Là thuốc có chỉ định, liều dùng, phận cơ thể, tăng cường sức khỏe, giảm nguy cơ và tác hại bệnh tật chống chỉ định. Điều kiện sử dụng người tiêu dùng tự mua ở siêu thị, hiệu thuốc, cửa hàng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thuốc phải đến khám tại bác sĩ, sử dụng theo đơn của bác sĩ. Đối tượng dùng, người khỏe, người bệnh. Thuốc chỉ dùng cho người bệnh. Ghi nhãn là thực phẩm chức năng, hỗ trợ các chức năng của các bộ phận. Là thuốc, có chỉ định, liều dùng, phận cơ thể, tăng cường sức khỏe, giảm nguy cơ và tác hại bệnh tật chống chỉ định. Điều kiện sử dụng người tiêu dùng tự mua ở siêu thị, hiệu thuốc, cửa hàng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thuốc phải đến khám tại bác sĩ, sử dụng theo đơn của bác sĩ. Nguồn gốc, nguyên liệu, nguồn gốc tự nhiên. Nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc tổng hợp, tác dụng lan tỏa, hiệu quả lan tỏa, tác dụng chuẩn hóa không có tác dụng âm tính. Thuốc tác dụng chữa một chứng bệnh cụ thể, có tác dụng âm tính. Sự giao thoa, giống nhau, prohormone, prosteroid, hoạt chất dược thảo, công thức hóa học, cơ chế tác dụng sinh học. Khác nhau, an toàn hơn, liều dùng sinh lý, ít an toàn hơn, liều dùng cao. Từ vài thập kỷ qua, thực phẩm chức năng phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới. Chúng ta đã biết, sự phát hiện tác dụng sinh năng lượng và vai trò các thành phần dinh dưỡng thiết yếu đã giúp loài người từng bước hiểu được các bí mật của thức ăn và kiểm soát được nhiều bệnh tật và vấn đề sức khỏe liên quan. Cho đến nay con người, mặc dù sử dụng thực phẩm hàng ngày nhưng vẫn chưa hiểu biết đầy đủ về các thành phần các chất dinh dưỡng trong thực phẩm. Về tác động của thực phẩm tới các chức năng sinh lý của con người, các đại danh y như Hippocrates, Tuệ Tĩnh đều quan niệm, thức ăn là thuốc là thức ăn. Loài người ngày càng phát triển, mô hình bệnh tật cũng thay đổi cùng với sự phát triển của xã hội loài người, đặc biệt từ giữa thế kỷ 20 đến nay cùng với sự già hóa dân số, tuổi thọ trung bình tăng. Lối sống thay đổi, các bệnh, mãn tính liên quan đến dinh dưỡng và thực phẩm, lối sống ngày càng tăng việc chăm sóc, kiểm soát các bệnh đó đặt ra nhiều vấn đề lớn cho y học, y tế và phúc lợi xã hội.
theo người ta thấy rằng chế độ ăn có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa và xử lý với nhiều chứng bệnh mãn tính, đó là hướng nghiên cứu và phát triển cho một ngành khoa học mới, khoa học thực phẩm chức năng. Ở nước ta có nền y học cổ truyền như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Thực phẩm chức năng được phát triển trên cơ sở biện chứng luận về âm dương hòa hợp hệ thống luận ngũ hành dinh khác, trên cơ sở về yếu tố quan tam bảo, tinh, thần, khí và cơ sở triết học thiên nhiên hợp nhất dưới sự soi sáng của y học hiện đại. Các tập đoàn cũng như các công ty dược phẩm đã kế thừa truyền thống của y học cổ truyền, áp dụng kỹ thuật hiện đại để sản xuất ra các sản phẩm thực phẩm chức năng. Việc sử dụng thực phẩm để bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh và trị bệnh đã được khám phá từ ngàn năm trước công nguyên ở Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Ở phương Tây, Hippocrates đã tuyên bố từ 2.500 năm trước đây. Hãy để thực phẩm là thuốc của bạn, thuốc là thực phẩm của bạn. Có thể nói lý luận đông y phát triển nhất trên thế giới là ở Trung Quốc, một nước cũng nghiên cứu nhiều nhất về các loại thực phẩm chức năng. Có những cơ sở đã sản xuất thực phẩm chức năng ở trên 100 nước trên thế giới, đem lại lợi nhuận lớn. Các nước nghiên cứu nhiều tiếp theo là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Anh, Úc. Nhờ khoa học công nghệ chế biến thực phẩm ngày càng phát triển, người ta càng có khả năng nghiên cứu và sản xuất nhiều loại thực phẩm chức năng phục vụ cho công việc cải thiện sức khỏe, nâng cao tuổi thọ, phòng ngừa các bệnh mãn tính, tăng cường chức năng sinh lý của các cơ quan trong cơ thể khi đã suy yếu, bằng cách bổ sung thêm các thành phần có lợi lấy bớt các thành phần có hại. Người ta đã tạo ra nhiều loại thực phẩm chức năng theo những công thức nhất định phục vụ cho những mục đích của con người nhờ có khoa học công nghệ. Con người đã khoa học hóa các lý luận và công nghệ chế biến thực phẩm chức năng. Các dạng thực phẩm chức năng hiện nay rất phong phú, phần lớn dạng sản phẩm là dạng viên, vì nó thuận lợi cho đóng gói, lưu thông, bảo quản và sử dụng. Thực phẩm chức năng mà trong đó là thực phẩm bổ sung và thực phẩm bổ sung các hoạt chất từ thảo dược được phát triển rất sớm từ Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Canada. Nước Nhật đầu tiên ban hành luật thực phẩm chức năng năm 1991, Mỹ ban hành luật năm 1994. Thị trường thực phẩm chức năng là thị trường tăng trưởng nhiều và nhanh nhất, đối với nhiều quốc gia tăng 20-30% năm, đem lại doanh thu và lợi nhuận cực kỳ cao. Từ năm 1999, thực phẩm chức năng từ các nước bắt đầu nhập khẩu chính thức vào Việt Nam, đồng thời, do có sẵn nguồn nguyên liệu, có lịch sử lâu đời nền y học cổ truyền, có sẵn dây chuyền sản xuất thuốc và đội ngũ công nhân chuyên nghiệp và trào lưu phát triển thực phẩm chức năng trên thế giới, các công ty dược, các cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền bắt đầu chuyển sang sản xuất thực phẩm chức năng, số người sử dụng thực phẩm chức năng ngày càng tăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài giảng.